Hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế và hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em đây là Razer Hammerhead True Wireless, một cái tai nghe earbud True Wireless được thiết kế với cái độ trễ rất là thấp dành cho những bạn nào mà thích chơi game hoặc là xem phim ở trên điện thoại di động. Ok, đây là Razer Hammerhead True Wireless. Anh em có thể thấy là cái thiết kế của nó là hoàn toàn earbud, nó không có nhét vào trong tai ha. Khi mà mình đeo ở trên tai của mình thì nó sẽ như thế này. Đó. Và đeo ở bên này. Rồi, cái con này nó sẽ điều khiển bằng cảm ứng. Đè chút xíu thì nó sẽ là pause nhạc và anh em nhấp hai cái nó sẽ là qua bài và nhấp ba cái nó sẽ là lùi bài, nó khá là dễ sử dụng. Ở trong hộp của nó thì nó sẽ có một cái hộp đi kèm như thế này, cũng là cái cây sạc của nó, một cái cổng USB Type-C đi kèm, và cái cổng USB Type-C đi kèm này nó đều được khắc chữ Razer ở phía hai đầu, và khi mà mở ra thì anh em có thể thấy là ở trong của nó cũng màu xanh luôn, đúng với lại cái phong cách của Razer. Và ngoài ra phụ kiện thì nó còn thêm một cái bộ tiếp silicon này. Cái tiếp silicon này nó chỉ làm tăng cái độ bám vào tai của anh em mà thôi. Và đối với tai của mình thì khi mà mình đeo không có cái silicon mình cảm thấy là nó đã đủ chặt rồi, nên là mình không cần đeo cái silicon vào nữa. Bản thân mình thì mình cảm thấy là cái tai nghe Razer Hammerhead True Wireless này nó được thiết kế hơi to, có nghĩa là cái phần earbud của nó khi mà nó kẹp vào tai anh em sẽ thấy là nó nằm trọn ở trong hết nguyên một cái vùng tai này của mình. Thế nên là thành ra mình nghĩ là những bạn nam sẽ đeo nó sẽ thoải mái hơn là những bạn nữ đeo. Ok, khi mà mình sử dụng cái con Razer Hammerhead True Wireless này thì mình để ý là cái độ trễ, mình thấy được cái độ trễ của nó khi mà nó chơi game là gần như không có. Và khi mà mình xem cái spec mà hãng đưa ra, có nghĩa là cái độ trễ của nó ở game mode chỉ có 60ms thôi. 60ms có nghĩa là độ trễ của nó thấp tới mức nào. Ví dụ ha, anh em nào mà đã sử dụng cái con AirPods Pro rồi thì anh em sẽ thấy là con AirPods Pro cái độ trễ của nó rất là thấp. Anh em có thể chơi game được, anh em có thể nghe nhạc hoặc là anh em có thể coi phim được, coi clip được với nó và không có xảy ra cái hiện tượng trễ tiếng. Nhưng mà con AirPods Pro cái độ trễ của nó tới 144ms đợn, và anh em đã thấy được cái chuyện đó rồi. Thì đối với cái con Razer Hammerhead True Wireless này, cái độ trễ của nó chỉ có 60ms thôi, thì anh em sẽ cảm thấy là à, những cái phản ứng trong game, rồi những cái pha bắn, rồi footstep, tiếng súng, tiếng hiệu ứng, nó lên rất là đồng thời và nó lên rất là nhanh, và nó tiệm cận với lại tai nghe cắm dây. Đó là cái độ trễ của nó, của cái tai nghe cắm dây là khoảng 32ms. Khi mà anh em sử dụng cái tai nghe Razer Hammerhead True Wireless này để mà anh em chơi game á, thì anh em cần phải làm một cái điều giống như mình. Lý do là tại vì lúc mà anh em mua về, anh em mở hộp ra thì nó chỉ ở cái chế độ là normal mode thôi. Và khi anh em muốn chuyển sang cái chế độ để có cái độ trễ thấp nhất để anh em có thể chơi coi phim hoặc là chơi game cho mượt, thì anh em làm y chang mình nè. Nhấp vô cái phần nút multifunction của nó, có nghĩa là cái logo của Razer, anh em nhấp ba cái, 1, 2, 3. Cái thứ ba anh em để yên và để lâu trong vòng khoảng 2 giây, thì lúc đó anh em sẽ nghe một cái âm thanh thông báo, đó là gaming mode. Thì lúc đó tai nghe đã chuyển sang cái chế độ hoạt động nó nhanh hơn. Cái codec của nó mình không biết nó làm gì trong này, nhưng mà nói chung là nó sẽ làm cho cái trải nghiệm về game và trải nghiệm về phim của anh em nó trở nên mượt mà và nó nhanh chóng hơn rất là nhiều. Ngoài ra nếu như mà anh em có lỡ quên cái việc đó thì anh em có thể download cái app của Razer về. Cái app của Razer ở trong này nó sẽ có cái tutorial. Cái tutorial này nó sẽ nhắc anh em về cái chuyện là chuyển cái chế độ đó như thế nào. Ngoài ra ở trong cái app của Razer này nó còn có một cái phần đó là chỉnh EQ preset. Cái phần chỉnh EQ preset này nó sẽ cho anh em ba cái lựa chọn, đó là default bass boost với lại treble boost, tùy vô cái nhu cầu của anh em. Rồi một điều nữa mình muốn giới thiệu với anh em, đó là cái chức năng compatibility mode. Cái chức năng compatibility mode này nó sẽ làm cho cái tai nghe Razer Hammerhead True Wireless này hoạt động trơn tru với lại một số cái mẫu điện thoại mà Razer đã list ra ở trong danh sách của mình. Bên cạnh đó thì Razer Hammerhead True Wireless này nó còn có trang bị cái IPX4 để mà nó có thể chống được mưa hoặc là chống được mưa mồ hôi, khi mà anh em có thể dùng để vận động hoặc là chạy bộ ngoài trời. Mưa nhỏ thôi nha, chứ mưa lớn thì chịu khó lấy và cất vào trong hộp. Bản thân cái hộp sạc này của nó lưu pin được 12 tiếng và ở trên tai nghe nó sẽ có 4 tiếng. Thì tổng cộng lại anh em sẽ có được tổng cộng là 16 tiếng để anh em có thể mang đi mang lại
anh em nghe và anh em giải trí trong cái thời gian anh em rảnh rỗi. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó là về cái chất lượng âm thanh của cái Razer Hammerhead True Wireless này. Nếu như mà anh em có để ý là tất cả những cái tai nghe khác của Razer, những cái tai nghe chụp đầu của Razer, cái tiếng của nó hơi bạo lực, có nghĩa là nó không rõ ràng ở mid, ở bass và ở treble luôn, nó hơi cục xúc và nó hơi bị nhồi nhét nhiều quá. Thì cái con Razer Hammerhead True Wireless này nó có cái kiểu tiếng khá là vui, có nghĩa là bass của nó, sub bass và upper bass nó đánh vừa đủ thôi. Đánh khá là thoải mái, mình cảm nhận được cái lượng và cái lực của nó, nhưng mà nó sẽ không có bị cái hiện tượng là nó tràn ra để mà nó lấn những cái âm trung và âm treble. Ngoài ra thì cái âm trung và âm treble của cái tai nghe này nó ở mức dễ nghe, chi tiết ở mức vừa phải, đủ để anh em có thể nghe được tất cả những cái tiếng động cũng như là hiệu ứng ở trong game hoặc là ở trong phim. Cơ bản thì mình đánh giá là với khoảng 100 đô, 2 triệu 3, 2 triệu 4 đang bán ở Việt Nam thì mình cảm thấy đây là một cái con tai nghe rất là xuất sắc để cho anh em có thể anh em nghe chơi game cũng được, anh em nghe để anh em sử dụng để nghe nhạc hàng ngày cũng được. Ok, vậy thì mình cảm thấy là với cái thiết kế có con rắn ba đầu nó nhìn trên này hơi láo láo theo kiểu của Razer từ xưa tới giờ, và cái chất lượng mà nó mang lại, cũng nghĩa là chất lượng kết nối, chất lượng sử dụng khi mà chơi game, coi phim, và cái chất lượng âm thanh của nó mang lại, mình cảm thấy là fan Razer là một nè. Hoặc là những bạn nào mà đang là game thủ và muốn chơi game cho nó đã hơn với một cái cặp tai nghe tốt hơn thì đây là cái sự lựa chọn của anh em. Mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Nhớ like và subscribe cho Audio Tinh Tế nha.